Ok, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi giải thích cái chương trình con thứ hai trong cái video tháng 21. Nhiệm vụ chương trình số chữ số là đi đếm xem số nguyên n có bao nhiêu chữ số tạo nên. Ví dụ như trong trường hợp này là d bằng số chữ số 491. Ta thực thi chương trình. Thì 491 là có 3 chữ số, do đó nó thông báo ra là bằng 3. 555 chạy chương trình. Thêm 3 chữ số nữa thì nó thông báo là 6 nha. Đây là ý nghĩa chương trình. Và giờ cách thực thi của chương trình này như sau. Khi các bạn gõ phím F5 thì lệnh đầu tiên thực hiện là lệnh D bằng này. Nhưng mà D lại được tính toán bởi cái lời gọi hàm, đó là số chữ số. Khi gặp lời gọi hàm này thì số 491 được truyền vào N. Đầu tiên là N sẽ bằng 491. Nha. Lệnh đầu tiên là để bằng 0. Đếm bằng 0. À. N bằng N xược xược cho 10. Cái này là chia lấy phần nguyên. Thì trước khi thực hiện hai cái lệnh này thì phải kiểm tra điều kiện là kiểm tra điều kiện. Đó là N bây giờ bằng 491 lớn hơn 0. Kiểm tra điều kiện. Đúng, 491 thì lớn hơn 0, đúng. Và do đúng cho nên hai cái lệnh này được thực hiện. Lệnh thứ nhất thực hiện là N. N sẽ bằng 491, xin lỗi, là xược xược cho 10. Thì cái này nó bằng là 49,1. Mà phép chia này lấy phần nguyên, do đó N của chúng ta bây giờ là bằng 49. Thì cái này gọi là cắt được cái đuôi là số 1. Cắt được số 1 thì chúng ta đếm. Đếm sẽ bằng đếm cộng 1, mà đếm được đó là số 0, như đó thêm 0 cộng 1 bằng 1. Lần cắt thứ nhất là cắt số 1 thì đếm là có một chữ số. Quay lên kiểm tra điều kiện tiếp. N giờ N bị cắt bỏ số 1 rồi, còn lại 49. 49 vẫn lớn hơn 0. Điều này đúng. À, đúng. Mà đúng thì hai lệnh này tiếp tục thực hiện là N bây giờ bằng 49 mà xược xược cho 10. 49 mà chia 10 thì thành 4,9. Mà phép chia này là lấy phần nguyên, do đó là bằng số 4. Hay chúng ta nói số 9 bị cắt đuôi. Cắt đuôi xong thì chúng ta đừng quên là câu lệnh thứ hai là thực hiện cái đếm. Đếm bằng đếm trước đó. Đếm trước đó được xác định ở vòng lặp thứ nhất là đếm bây giờ bằng 1, trước đó là 1. Cộng thêm lần này nữa, 1 cộng 1 thì lần đếm này là bằng 2. Những cái chỗ kiểm tra điều kiện thì mình dịch chân cho các bạn dễ thấy. Quay lên lại kiểm tra điều kiện. N giờ bằng 4. 4 còn lớn hơn 0. Tiếp tục đúng. Đúng thế, hai lệnh này được thực hiện thêm một lần nữa.
là N. N bằng N. Mà N trước đó là bằng 4. 4 mà chia nguyên cho 10. 4 mà chia 10 thì bằng 0,4. 0,4 phần nguyên thì là bằng 0. Đúng không? 4 chia 10 thì bằng 0, mấy đó. Phần nguyên nó là 0. Đúng không? Sau khi cắt đuôi xong, cắt đuôi số 4 xong thì chúng ta tăng biến đếm. Đếm bằng đếm được đó. Đếm được đó là chỗ này là 2. Cộng 1 là bằng 3. Quay lên lại kiểm tra điều kiện N bằng N giờ là bằng số 0, vì bước trước đó là nói xử lý xong là số 0, nó bằng số 0. Mà 0 lớn hơn 0 thì đây giá trị là sai. Sai thì kết thúc vòng lặp. Thì kết thúc lặp lặp hoài. Kết thúc vòng lặp xong thì xuống cái lệnh return là trả về giá trị cho chương trình con. Cụ thể là return cái đếm, return cái đếm mà đếm trong vòng cuối cùng xử lý là 3. Kết quả cuối cùng của việc xử lý bởi cái vòng lặp này, vòng lặp hoài, cho chúng ta giá trị là 3. Và do đó cái chương trình chúng ta thực hiện và cho kết quả là 3 là do như vậy. Được chưa? Sau khi chương trình này xử lý xong return 3 thì số 3 được đưa vào là N, và đưa vào xin lỗi đưa vào B, B bằng 3. Sau đó gặp lại print. Print đây có nghĩa là in ra màn hình cái số 3 mà các bạn thấy ở trên cái chương trình của chúng ta. Giờ mình sẽ nhập vào một cái chữ số dài hơn và không cần đếm. Đương nhiên máy tính nó sẽ xử lý và thông báo cho chúng ta cái kết quả. Kết quả là có 10 chữ số. Được chưa? Xóa đi vài cái ký tự và kiểm tra lại xem. Rồi xóa 2 thì đương nhiên bằng 8 rồi. Được chưa? Đây số 8. Như vậy là chương trình đếm số chữ số và giải thích bằng cách chạy chương trình bằng tay kết thúc tại đây. Và chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem.